mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại channel Tô Vẽ Tranh Những Cái Ấn Tượng của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu cho hình ảnh bức tranh mình đã chuẩn bị sẵn. Đó chính là một chiếc ấm để đun nước nha mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu cho hình ảnh bức tranh về một chiếc ấm đun nước này của mình nha các bạn. Mọi người nhớ theo dõi video ngày hôm nay của mình để biết cách mình sẽ tô màu cho những bức tranh về cái chiếc ấm đun nước này của mình nha. Và đây là bức tranh mình đã chuẩn bị này, và đây là hộp màu màu chì, gồm màu chì và màu sáp. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những cái bộ màu này để đi tô màu nhé. Cái phần miệng ấm này thì mình sẽ tô màu hồng trước nha các bạn. Đây là một chiếc ấm để dùng để đun nước sôi. Mình sẽ tô màu hồng trước nhé. Mọi người nếu mà mọi người thấy cùn quá thì chúng ta sẽ gọt bút chì cho nó nhọn đi nhá. Và đây là chiếc gọt bút chì mà mình sẽ sử dụng nha các bạn. Tiếp theo phần thân thì mình sẽ dùng màu xanh dương để tô màu cho phần thân một chiếc ấm nhé. Mình sẽ dùng phần thân tô màu cho phần thân một chiếc ấm này. Phần thân ấm này mình sẽ tô màu xanh dương hết nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ dùng sang cái màu đỏ để tô màu cho phần quai ấm nhé. Chỗ nào nó đã màu đen rồi thì chúng ta sẽ không tô đến nữa nha mọi người. Phần ở giữa thì mình sẽ tô màu cam nha mọi người. Ôi trời ơi, ra mà chạy khổ nữa. Phần nắp bình bên dưới thì mình cũng sẽ tô màu cam luôn nha các bạn.
Và đây là hình ảnh của một chiếc ấm đun nước đã mình tô màu xong và hoàn thành nha. Mọi người có thể tham khảo được cái mẫu tô màu của mình nha các bạn. Và cái video mà mình đã hướng dẫn cho mọi người cách tô màu hình ảnh một chiếc ấm đun nước này của mình đã hoàn thành xong. Và đây là phẩm của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tô màu tiếp theo nha. Và mọi người xem video rồi hãy nhớ ủng hộ cho kênh của mình bằng cách cho mình một lượt like. Mọi người sẽ cũng nhận đăng ký kênh, theo dõi thêm nhiều video tô màu nữa mình sẽ đăng tải kênh cho các bạn ơi. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.